Xin chào các bạn, mình là Lemon đây. Hôm nay mình xin đọc một bài thơ do mình sáng tác có tựa đề là Yêu bản thân. Các bạn nếu thấy hay hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Yêu bản thân. Dạo này hay nhắm mắt để cảm nhận mọi thứ, nghe cho rõ và hiểu, không tốn năng lượng nhiều. Có lẽ mắt mình yếu nên mắt hay bị mỏi, với nhìn bị phân tán, nhắm mắt mình chiêu hơn. Ngồi nhiều hay đau lưng, đau cổ rồi phai gáy, dân phân phòng hay bị dập mình sức khỏe yếu nên nó hành mình hơn. Thế nên là dạo này nếu không bận gì gấp, từng mình đi một lần bấm huyệt lưu máu lưu thông. Dù mình thường xuyên tập các bài thể dục nhẹ và đi bộ lanh quanh nhưng không đỡ được mấy. Dạo này trời còn nắng, mình nhiệt miệng kinh niên, không muốn ăn gì lắm, chỉ muốn uống nước thôi. Nên mình xài tiền tí, mua nước dừa uống thêm. Tính mình hay tiết kiệm, nhưng giờ mình sẽ dành thời gian và tiền bạc đầu tư sức khỏe mình. Đời người lao vào làm, kiếm tiền rồi lăn bệnh, trong lúc tay nhiều tiền lại không có thời gian. Bệnh thì đã nặng rồi, bao nhiêu tiền không thể mua lại sức khỏe đâu. Nên đừng tiếc công sức yêu thương cơ thể này, người đồng hành trong suốt quãng đời cùng với ta.